8 câu chuyện về cuộc sống quanh ta, 8 bài học cho cả đàn ông lẫn đàn bà. Nghe đi, đừng bỏ qua kẻo tiếc. Có đôi khi hạnh phúc thật sự rất giản dị. Người ta yêu cầu từ vợ hoặc chồng mình những điều rất đổi bình thường. Thế nhưng vào thời điểm đó, có thể người vợ, người chồng không thật hiểu ý của đối phương. Để rồi từ đó dần dần xa cách và tạo nên một khoảng trống trong họ. Hãy cùng lắng nghe những câu chuyện ngắn về cuộc sống vợ chồng, về tình yêu dưới đây để có thể cảm nhận thêm về hôn nhân gia đình các bạn nhé. Vân Anh hy vọng rằng qua mỗi câu chuyện mà Vân Anh gửi tới quý vị mỗi tối sẽ phần nào đó giúp ích được cho quý vị và các bạn. Câu chuyện thứ nhất, muối mặt vì vợ quá vô duyên. Tôi thuộc tiếp đàn ông không ưa kiểu cách sống tình cảm chân thành, còn vợ tôi là một người hoạt bát, ngay thẳng, hài hước. Người thâm trầm, kẻ hoạt bát, tôi cứ tưởng vợ chồng tôi là một cặp trời sinh. Tuy nhiên, thời gian chung sống với nhau, tôi chợt nhận ra tính hoạt bát của vợ bắt đầu phát tác và có dấu hiệu phát triển mạnh. Nói nôm na, lúc này tính hoạt bát đó đã trở thành cái sự vô duyên. Dù đã nhiều lần tôi phân tích hay răn đe thì cô ấy vẫn chứng nào tật nấy. Tất cả chỉ tại lời ăn tiếng nói có phần bổ bả, suồng sã và hay hành động theo bản năng của cô ấy. Do kinh tế chưa vững, vợ chồng tôi chưa có điều kiện dọn ra ở riêng nên phải sống chung cùng với bố mẹ tôi. Là dâu mới nhưng cô ấy không bao giờ giữ ý, lúc nào cũng tự nhiên một cách thái quá, khiến cho nhiều khi tôi cảm thấy ngượng thay cho vợ. Vợ tôi có tật đi vệ sinh không bao giờ chịu đóng cửa. Rất nhiều lần bố tôi vào nhà vệ sinh rồi khựng lại khi nhìn thấy con dâu ngồi chình ịnh trong đó mà không thèm đóng cửa. Có lần khác, mẹ tôi thấy rõ nhà vệ sinh bật bóng sáng mà cửa lại mở. Mẹ đi tới với ý định đóng cửa thì thấy vợ ngồi chồm hổm trên đó. Phải nói là muối mặt vô cùng, thế mà cô ấy thản nhiên như không. Hỏi sao không đóng cửa, cô ấy bảo mở ra cho nó đỡ bí. Tôi không hiểu sao vợ lại có thói quen vô duyên này. Nhiều lần bóng gió nói thẳng này kia, góp ý các kiểu, cô vẫn không từ bỏ thói quen đó. Lâu dần tôi hiểu, nó như kiểu sở thích của cô. Sở thích ấy thật sự làm cho bố mẹ tôi lúc nào cũng phải dè chừng, đề phòng trong chính ngôi nhà mình sống. Mỗi khi tới bữa ăn, cách hành xử của vợ khiến cả nhà không thể nào mà có thể nuốt trôi được. Trên bàn ăn vợ vừa ăn, vừa ngoáy mũi liên tục, còn để cả dĩ mũi ra giấy ngay trước mặt. Vậy vẫn chưa đủ, vợ còn thường xuyên thả bơm, khiến cho những ngày đầu mẹ tôi phải giật mình đến mức làm rơi cái bát đang cầm trên tay. Tất cả thức ăn trên bàn, từ bát canh đến đĩa thịt, cô ấy đều nếm như để tráng đũa. Nhà tôi có thói quen mỗi người một bát nước chấm. Khi cô ấy chấm hết, không đứng lên rót mà tiện tay chấm luôn bát nước chấm của mẹ tôi. Mẹ tôi nhăn mặt khó chịu nhưng cô không để ý quan tâm, còn vô tư nói: chấm hết không lãng phí mẹ à. Thức ăn ngay trước mặt nhưng lúc nào vợ tôi cũng phải chọn lựa miếng này miếng kia cho ngon. Với họ hàng, bạn bè thân thiết thì cô ấy vô duyên đến mức không thể nào tưởng tượng được. Có người bạn thân nhất của tôi thỉnh thoảng tới nhà ăn cơm. Có bữa cô còn nói như cạnh khóe: cơm nhà anh sao anh không ăn mà lại suốt ngày đến nhà em thế? Hay là lần sau đến anh mang thêm cái gì ngon, em hết tiền, không có tiền mà mua suốt ngày đãi bôi anh thế đâu. Tôi đã đá chân ngăn vỡ rất nhiều lần, nhưng cô ấy đều vẫn cứ cố ý nói. Tôi và anh là bạn bè từ nhỏ, anh em thân thiết chơi với nhau, có vui thì thỉnh thoảng mới đến nhà nhau chơi, mà vợ tôi làm cho anh ấy bẻ bàn, từ đó không bao giờ dám đến nữa. Cô rủ đi ra ngoài uống nước cũng bị vợ tôi móc mỉa, đánh tiếng trước. Anh nhiều tiền thì mời chồng em nhé, chứ tháng này vợ chồng em kẹt lắm đấy. Không hiểu từ khi lấy vợ, tôi dần thay đổi hay việc cách đối nhân xử thế với bạn bè mà chúng cứ dần xa lánh tôi. Gọi điện chúng đều cáo bận, trong khi lúc sau đã thấy ngồi ở quán uống nước. Những lần họ hàng tụ tập có cổ,
cô ấy rất mau mờ mau miệng và biến mình thành một nàng buôn không hết chuyện. Cô đem hết chuyện này của bố chồng, mẹ chồng mà không hài lòng ra nói, khiến cho bố mẹ tôi đỏ mặt vì xấu hổ. Thậm chí khoản vợ chồng sinh hoạt cô cũng bô bô ra, kiểu tôi không biết chịu cô. Tuần có mấy lần chưa ra đến chợ đã hết tiền, khiến cho mọi người cũng cảm thấy xấu hổ mà không biết nói thêm câu gì, tự lảng tránh ra chỗ khác. Đỉnh điểm khiến tôi không thể nào chịu đựng được sự vô duyên của vợ là những ngày vừa rồi. Đối tác nước ngoài của tôi muốn đến thăm nhà để xem cuộc sống của một gia đình người Việt Nam như thế nào, vì anh rất yêu thích văn hóa gia đình của người phương Đông. Ngày tiếp anh đến mà tôi thấy bẽ bàng và xấu hổ tới mức không còn chỗ nào để chui. Vợ tôi bình thường ở nhà ăn mặc lôi thôi, không chú ý nhiều lắm vì muốn thoải mái. Cả ngày đóng bộ công sở khó chịu rồi. Nhưng hôm đó, mặc dù tôi đã thông báo có khách quan trọng, nhưng cô ấy vẫn diện chiếc quần ngủ bó cứng, ngắn cũng, đến mức không còn chỗ nào ngắn hơn. Áo hai dây thì nhào nhĩ, cúi xuống thì lộ nguyên cả bộ ngực. Tôi nói thì cô bảo họ là người nước ngoài nên không để ý đến mấy chuyện đó đâu. Vì có việc nên tôi cũng tặc lưỡi cho qua. Nhưng khi nhìn ánh mắt ái ngại của đối tác nhìn vợ tôi mà tôi linh cảm xấu. Trong cả bữa ăn, cô ấy cứ ngồi dạng chân rộng hết cỡ, vừa ăn vừa cười nói hô hố, cứ vỗ tay đập bàn hết lần này tới lần khác, kêu khách ăn. Thậm chí còn không ngần ngại vỗ đùi anh ấy và khen lớp anh căng thế. Anh ấy chỉ còn nước phải cười trừ và xin ra về ngay sau khi bữa ăn kết thúc. Đương nhiên, ấn tượng về tôi không tốt từ đó. Hợp đồng của công ty tôi mất và cũng đồng nghĩa với công việc của tôi cũng ra đi luôn. Nhiều lúc tôi cũng nhắc khéo, thậm chí là nạt nộ, nhưng vợ chẳng nhận ra. Tính cô ấy vô tư quá mà. Thật ra thì cũng toàn những chuyện nhỏ nhặt, không đáng để gây mâu thuẫn gia đình. Thôi thì tôi chấp nhận nhịn đi một tí, cho nhà cửa yên ấm. Nhưng với cá tính vô duyên hết thuốc chữa, chưa về làm dâu được bao lâu mà đã khiến tôi phải có nước độn thổ thế này rồi, thì sống lâu chắc tôi cũng sẽ rụng tim mà chết lúc nào không biết. Câu chuyện thứ hai, quản lý người yêu và cái kết dở khóc dở cười. Mình kể ra đây để chị em biết cách mà phòng tránh và đối phó với mánh khóe của các đức ông chồng. Mình làm gia đình khi cả hai vợ chồng cùng 26 tuổi, đến giờ được 1 năm rồi. Hồi yêu nhau, mình đã biết anh là người nhiệt tình, năng nổ, tràn đầy năng lượng, nên nói không ngừng, chơi không nghỉ. Một ngày anh có thể đi đá 2 trận bóng đá, ăn hết nửa son cơm, ngủ cả đêm không tỉnh giấc lần nào. Lúc đầu mình còn gọi vui anh là Ngưu Ma Vương, về sau trở thành biệt danh của anh. Yêu nhau, quan tâm đến nhau là điều hiển nhiên, nhưng mình không thể chịu được cảnh anh làm gì, đi đâu cũng báo cáo với mình. Sáng ngủ dậy, mình đã nhận được tin nhắn của bạn trai. Anh dậy rồi, em dậy chưa? Anh đang đi ăn sáng, ăn phở quán đầu ngõ. Hôm nay xe bị hỏng, anh lên xe buýt đi làm. Anh đến công ty rồi, muộn mất 5 phút. 12 giờ, anh đi ăn trưa với đồng nghiệp đây. Nay có cơm sườn. Vì là cứ đang tập trung việc gì đó, mình lại bị quấy nhiễu bởi những tin nhắn báo cáo như vậy. Cố gắng chịu đựng được một tuần, mình bảo anh rằng mình không quản lý người yêu như vậy, anh có thể tự do làm điều gì anh thích mà không phải báo cáo cụ thể với mình. Thế nhưng cấm anh nhắn tin thì anh gọi điện, lúc lại hỏi mình đang làm gì, sau đó bô bô kể chuyện anh đang ở sân bóng đá, đang chờ thay cầu thủ, tranh thủ gọi cho mình. Sự lãng mạn của người yêu làm mình phát ớm lên được. Khi mình kêu ca với đám bạn, tụi nó bảo mình dở hơi. Người khác còn phải thuê thám tử, trả tiền nhà mạng để theo dõi hành tung của chồng, quản lý người yêu. Mình có bạn trai tuyệt vời như thế còn than thở cái gì nữa. Sống trong xứ mà không biết đường xứ. Vậy là mình cũng bị lung lay, tưởng rằng tại mình lạnh nhạt nên cảm thấy người yêu như thế thật là phiền phức. Vì thế mình không cấm đoán anh nhắn tin nữa. Và tháng sau, bố mẹ giục cưới, bọn mình liền cưới. Cưới về, anh vẫn đều đặn báo cáo cho mình biết hành tung. Ngày nào cũng như ngày nào, đúng giờ, đúng địa điểm.
Mình cũng chịu khó đọc và trả lời tin nhắn hơn trước. Những câu đơn giản như tốt, nhớ ngoan, nhớ về sớm. Về sau thấy mệt với kiểu này quá, mình liền soạn sẵn tin ok chồng. Sau đó cài đặt trả lời tự động với tất cả tin nhắn của chồng. Mình làm vậy để anh tưởng rằng mình vẫn theo dõi đầy đủ hành tung quanh, để anh không dám đi lén phén ở đâu. Chuyện cứ vậy trôi qua được một năm, cho đến tuần vừa rồi mình phát hiện ra một sự thật đau lòng. Hôm đó công ty chồng mình được nghỉ đột xuất do mất điện. Sáng sớm nhận được thông báo, chồng mình vui sướng vùi đầu vào ngủ tiếp. Mình đang mang bầu 4 tháng nên được đi làm muộn. Mãi hơn 8 giờ mới lọ mọ xách túi chuẩn bị đi làm. Chưa ra khỏi nhà, mình đã nhận được tin nhắn của chồng. Anh đến công ty rồi nhé. Mình ngơ ngác vô cùng. Rõ ràng chồng mình vẫn đang nằm trên giường, còn chưa thèm dậy, sao mà đến công ty được? Ngờ vực nên mình trở vào nhà, lục tìm điện thoại của lão. Khi mở đến phần tin nhắn, mình tá hỏa, thấy trong đó có tới 48 tin nhắn soạn sẵn với đủ ngữ cảnh và được cài đặt gửi tự động vào các ngày, giờ trong tuần. Tất cả đều giống y đúc những tin anh nhắn cho mình. Thế mà hồi đầu mình còn nghĩ chồng lười, chẳng chịu bấm tin nhắn khác. Giờ mới biết được sự thật, lão lừa mình suốt gần một năm trời. Mình đang tần ngần nhìn điện thoại của lão thì thấy báo cáo có tin nhắn mới. Tin chẳng phải của ai khác mà chính là của mình, ok chồng, khiến mình xấu hổ tới mức muốn độn thổ. May mắn rằng chồng mình vẫn ngủ say mà không hay biết, mình vội vã xóa tin của mình đi, nhưng vẫn để lại tin lão gửi báo cáo, sau đó chuồn ra khỏi nhà. Cả buổi hôm đó, ngồi ở văn phòng công ty mà mình cứ rút rít cười suốt. Buổi trưa mình nhận thêm được một tin thông báo đi ăn trưa của chồng, đến chiều thì không có. Khi về, mình giả vờ lạnh lùng hỏi lão, nay anh nghỉ, sao lại nhắn tin như thế? Chồng mình ú ớ mãi không tìm ra câu nói dối, nên đành khai sự thật rằng, anh sợ em nghi ngờ, nghĩ ngợi lung tung, cho nên anh vẫn duy trì việc báo cáo với em. Chẳng qua nó mất thời gian quá, cho nên anh mới cài tự động. Anh thề là anh không hề đi đâu, làm gì mờ ám sau lưng em. Đấy, chị em đừng tưởng các ông chồng chịu khó nghe điện thoại, nhắn tin, báo cáo hành tung là đáng tin nhé. Để mình yên tâm, lão chồng hiền lành, thật thà của mình còn có mánh khóe đó kìa mà. Không biết còn có bao nhiêu mánh của các ông nữa. Mình chia sẻ ra đây để chị em biết mà bắt thớp và phòng tránh. Mọi người có kế sách gì nữa thì tâm sự đi. Câu chuyện thứ ba. Chết cười với cô vợ 3 mét bẻ đôi của tôi đi cải thiện chiều cao. Ngày trước khi tôi vừa dẫn bạn gái, vợ tôi về ra mắt, cả nhà đều trố tròn mắt nhìn nàng dâu mà tôi chọn về cho gia đình. Cô ấy rất thấp, chỉ được 3 mét bẻ đôi. Nhìn cô ấy giống học sinh cấp 3 hơn là cô gái 24 tuổi. Phải kiên quyết lắm tôi mới khiến bố mẹ đồng ý cho lấy em. Ngày ấy, vợ tôi cũng mặc cảm về ngoại hình của mình. Em luôn khước từ lời cầu hôn của tôi vì cho rằng tôi và em không hợp. Người như tôi không nên lấy cô ấy, và cô ấy cũng sợ một ngày nào đó tôi chán bỏ cô ấy. Nhưng tôi kiên quyết đòi lấy em cho bằng được. Nói thật, tôi yêu em không phải vẻ bề ngoài. Em là người phụ nữ tốt, ngoan hiền và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Ấy vậy mà cô vợ 3 mét bẻ đôi của tôi nay đã sinh cho tôi một cu cậu mập mạp và đáng yêu. Suốt 3 năm qua, vợ không ngừng tân trang lại nhan sắc để mình trẻ và đẹp hơn mỗi ngày. Với lý do vô cùng đơn giản, em phải đẹp thì mới giữ được chồng chứ. Nhiều lần nhìn vợ cố mua những đôi giày cao gót hơn 10 phân, kèm theo bộ đầm bó sát, khiến tôi nhiều phen phải quay mặt đi mà cười. Không ít lần tôi ôm vợ vào lòng mà thổ thỉ. Vợ à, em không cần phải làm đẹp gì nữa đâu. Vợ mà đẹp lên là anh chán đấy. Anh chỉ thích xoa cái bụng mỡ và thích vợ kiển chân lên hôn chồng thôi. Vợ mà đẹp lên thì đâu phải cô vợ nhí nhảnh thúc bụng mà anh vẫn từng yêu nữa. Nhưng em sợ chồng thấy em xấu xí chán thì sao? Chồng mà chơi vợ xấu xí thì chồng cưới vợ làm gì? Đừng cố mà làm gì nữa vợ ơi. Em chỉ cần chăm bố con anh thật tốt thôi.
Vợ anh chứ vợ ai mà chồng không yêu được. Đến hôm sau tôi cũng không thấy vợ cố gắng tập tành đi đôi giày cao gót ấy nữa. Vậy mà đến hôm đi đám cưới thằng bạn tôi, cô ấy cố gắng ăn vận thật đẹp và lại đi đôi giày cao gót đấy. Vừa ra đến sân chuẩn bị lên xe tôi chở đi thì cô ấy bị trẹo chân ngã xuống sân, kêu ầm hết cả lên. Tôi lại phải đưa vợ ra viện khám. Cô ấy ở nhà một tuần nhưng luôn tỏ ra rất bực tức vì sự cố đó, khiến cho bao nhiêu công sức làm đẹp của cô ấy đổ xuống sông, xuống biển hết. Đến mấy hôm sau, khi chân đi được, cô ấy lại bí mật ra shop mua đôi giày khác. Vừa về nhà, thấy vợ lại cố gắng đi trên đôi giày cao hơn, tôi vội chạy đỡ cô ấy và bắt cô ấy bỏ ra rồi mắng. Lần trước ngã đau như thế, em vẫn chưa sợ sao? Anh bảo bao nhiêu lần rồi, em đừng cố làm đẹp nữa, anh chỉ cần em bình thường thôi. Anh lấy vợ, chứ có lấy siêu mẫu đâu mà em cứ phải cố cao lên làm gì. Nhưng mà em thấy bọn bạn nó bảo kệ họ, họ khác em khác, em chỉ cần nhớ một điều. Anh đã lấy em làm vợ, thì xấu hay đẹp, em mãi là vợ của anh, hiểu không? Tôi quát lên với vợ. Vâng, vậy thì thôi, em đã trở về thành cô vợ xấu xí, chân ngắn của anh vậy. Với anh thì vợ chẳng bao giờ xấu cả, em cứ bình thường, còn hút hồn chồng đến chết đi được ấy. Để đến khi tôi bực dọc nổi nóng với vợ, cô ấy mới chịu dừng lại việc tân trang nhan sắc của mình. Nói thật, vợ 3 mét bẻ đôi, nhưng tôi lại luôn thích cảm giác được cúi xuống hôn cô ấy, được là người che chở bảo vệ cho vợ. Tôi yêu cô vợ 3 mét bẻ đôi của tôi, đó là điều không bao giờ thay đổi. Dù vợ có xấu thế nữa, với tôi cô ấy luôn luôn đẹp. Nhiều lần nhìn vợ cứ cố gắng mài mò trên mạng tìm cách làm đẹp và để có thể khiến đôi chân của mình dài ra mà tôi phải ôm bụng quay đi chỗ khác cười. Nhìn cô ấy đẹp đâu chả thấy, chỉ thấy buồn cười với bộ dạng chả giống ai. Đôi khi tôi còn giật mình, không biết đây có phải là vợ mình hay ai nữa. Đàn ông lấy vợ để chăm lo cho gia đình, để biết chia ngọt sẻ bùi, chứ đâu cần vợ đẹp để rồi lại phản bội hoặc hỗn láo với chồng. Thế nên tôi thấy vợ là số một, chẳng có người phụ nữ nào hơn được cô vợ 3 mét bẻ đôi của tôi cả. Câu chuyện thứ tư. Khi em giận dỗi, đừng im lặng mà hãy ôm em thật chặt nhé. Cô buông thõng chùm chìa khóa rơi xuống đất. Anh giật mình ngẩng lên định nở nụ cười, nhưng nhìn gương mặt đằng đằng sát khí của cô thì lại ngẩn ra chẳng biết làm gì nữa. Hôm qua, hai vợ chồng vừa cãi nhau trận to. Sáng nay, cô đi làm từ sớm, giờ tối mịt gần 10 giờ đêm mới về. Anh không biết nên mở lời thế nào, nên cứ đơ ra nhìn cô. Cô chép miệng, đi thẳng vào phòng, lấy đồ rồi đi tắm. Anh đặt chiếc laptop xuống, công việc đang dang dở chưa xong, nhưng thế này anh cũng chẳng muốn làm việc nữa. Cô tắm xong bước ra sấy tóc, anh im lặng nhìn theo cô. Cô cao mày nhìn lại thì anh quay đi. Hai người cứ thế, một lúc thì cô chán, đi thẳng xuống tầng 1, bật tivi lên xem. Anh vẫn chẳng biết làm gì, đành leo lên giường ôm gối một mình rồi thở dài. Anh lo cứ đà này sẽ mất vợ. Vợ chồng anh lấy nhau gần 3 năm rồi, không tháng nào không cãi nhau đến 3 lần, mỗi lần kéo dài phải gần cả tuần lễ. Bố mẹ anh toàn chép miệng lắc đầu chào thua của con dâu đanh đá, chẳng chịu nhường nhịn ai. Ngày xưa, anh thích cái tính hiếu thắng này của cô, đến giờ vẫn thế, nhưng mà kéo dài có vẻ không ổn. Nghĩ một lúc, anh thiếp đi lúc nào không biết. Khi trở mình, đưa tay sang bên, thấy giường vẫn trống không. Anh bật dậy ngay, vợ anh vốn bị đau lưng, không thể nằm trên ghế gỗ dưới phòng khách được. Anh bật đèn, lật đật chạy xuống thì không thấy vợ đâu. Có tiếng nức nở ngoài sân, anh toát hết mồ hôi chạy ra thì thấy vợ đang ôm lấy chai rượu mà khóc lóc. Anh vội vàng lai vợ rồi định bế cô vào trong thì cô đẩy anh ra, quát to. Anh tránh ra, anh có yêu thương gì tôi đâu. Em sai rồi, ngồi đây gió cảm lạnh thì sao, vào nhà với anh. Không, tôi không vào, anh có thiết tha gì vợ anh đâu. Đừng có giả vờ giả vịt nữa. Ai bảo anh không thiết tha gì?
Thế anh để mặc tôi cả ngày hôm nay, có cần biết tôi thế nào đâu. Tin nhắn không gửi, điện thoại không gọi, về nhà thì không nói một câu. Ban nãy tôi lên phòng thấy anh ngủ trương bụng lên rồi. Đấy, chồng thế đấy. Anh thở dài vài bận nữa, rồi lấy hết sức bế thốc vợ lên, mang vào phòng. Cô vẫn khóc như trẻ con, còn xì mũi lung tung hết vào áo của anh nữa. Anh lấy giấy lau cho cô rồi vỗ về. Anh xin lỗi, là tại anh nghĩ em còn giận nên anh không có dám nói gì. Cả ngày hôm nay, anh muốn để em thoải mái đi với bạn bè, không phải nghĩ gì đến anh rồi bực tức nữa mà. Thế anh nghĩ anh cứ im im là xong chuyện hả? Ừ, anh sai rồi, giờ anh không im nữa đây. Anh lau từng giọt nước mắt trên má cô rồi hôn lên trán, lên mũi cô ngọt ngào. Cô không khóc nữa, cũng hôn lại anh rồi dụi đầu vào gáy anh. Lần sau biết em giận thì cứ ôm em thật chặt như thế này này, đừng cứ im lặng nữa, em tủi thân lắm. Ừ, anh biết rồi, nhưng mà em giận thì em có đánh anh không? Có đánh chứ, nhưng sẽ đánh không đau đâu. Anh bật cười, vợ anh đáng yêu thật. Thế là đêm nay vợ chồng anh làm lành, không còn mỗi người quay một bên nữa rồi. Câu chuyện thứ 5. Bức thư của người đàn bà không quen đã cứu hạnh phúc gia đình tôi. Thấy chồng đến nửa đêm vẫn chưa về, tôi sốt ruột lôi điện thoại ra gọi, nhưng mãi vẫn chỉ có tiếng túc túc báo máy bận. Chẳng hiểu sao giờ này rồi mà chồng tôi còn nói chuyện với ai, lại còn nói chuyện cả tiếng đồng hồ nữa chứ. Linh tính báo chuyện chẳng lành, nhưng vì con còn nhỏ, tôi lại không biết chồng mình đang ở đâu nên đành ngồi đợi. Hơn 2 giờ sáng, chồng tôi mới mò về nhà. Thấy người anh có dính máu, tóc tai rũ rượi, tôi thức kinh hồn phía, quên mất bài ca đã soạn sẵn để quạt chồng. Thấy gương mặt hốt hoảng của vợ, chồng tôi ra hiệu mọi thứ ổn cả, chỉ vì anh phải đưa một người bạn bị tai nạn vào bệnh viện nên mới về trễ. Tôi thở vào nhẹ nhõm, đi pha nước cho chồng tắm, rồi hâm thức ăn lại đợi chồng. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi quanh, tôi thấy thương vô cùng. Thế mà tôi đã có lúc nghi ngờ anh không chung thủy. Mấy ngày sau, đột nhiên tôi nhận được một bức thư lạ. Nội dung bức thư kể về chuyện người phụ nữ bị chồng lừa dối suốt 10 năm, sau đó phải cuốn gói ra khỏi nhà. Tôi không biết ai đã gửi bức thư này, nhưng lại thấy chột dạ vì nó có những chi tiết gần giống với cuộc sống của tôi hiện tại. Người chồng đó cũng chu toàn với vợ con, nhưng chỉ có một đêm anh ta về nhà muộn, và rồi sau đó người phụ nữ khác đã xuất hiện, cướp đi gia đình của chị ta. Tuy nhiên mấy năm sau, anh chồng đã phải trả giá. Tôi hoàn toàn không quen người phụ nữ gửi bức thư này, nhưng nội dung bức thư lại làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Tối đó, khi chồng tôi đi làm về, tôi đem chuyện này kể với anh rồi thủ thỉ. Em không biết có ngày nào đó gia đình của ta rơi vào tình cảnh này không? Nhưng em muốn anh biết rằng em rất tin tưởng anh, và mẹ con em cũng chỉ có anh là chỗ dựa duy nhất. Tôi thấy chồng tôi không nói gì, anh chỉ lặng lặng cầm tay tôi xoa xoa. Đêm ấy, tôi thấy anh thức rất khuya, gõ lạch cạch trước máy vi tính. 2 ngày sau, anh báo với tôi rằng sẽ đi công tác ở tỉnh mấy ngày. Mọi việc ở nhà tôi cứ lo liệu chu toàn, đừng lo gì cả. Khi chồng tôi đi vắng, tôi vào phòng làm việc của anh dọn dẹp, thì thấy máy tính quên tắt. Email vẫn còn một bức thư đang viết dở. Tôi bàng hoàng khi thấy anh viết. Anh xin lỗi, nhưng anh không thể phụ bạc mẹ con của ấy được. Em hãy quay về với chồng của mình đi. Duyên phận của chúng ta có lẽ cũng chỉ đến nước này. Tôi đau đớn khi biết chồng có người phụ nữ khác bên ngoài. Nhưng nếu tôi làm ầm ĩ lên, có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc. Tôi đợi chồng về rồi thẳng thắn hỏi chuyện. Lúc đầu anh có hơi ấp úng, nhưng sau đó anh kể hết với tôi. Rằng cái hôm anh về muộn, máu me dính bê bét đó là do cô ấy bị tai nạn. Anh phải đưa vào viện. Cô ấy là tình cũ của anh, nhưng vì không hạnh phúc với chồng nên quay lại tìm anh. Lúc đầu anh cũng bị tình cũ cuốn đi, nhưng sau khi nghe tôi kể về bức thư và bày tỏ nỗi lòng, anh đã bừng tỉnh. Tôi giận chồng lắm,
nhưng rồi nhìn thấy vẻ ăn năn hối lỗi của anh, tôi lại mềm lòng. Cũng may là cuối cùng chồng tôi đã nhận ra và quay về với vợ con. Cho đến giờ tôi vẫn chưa biết danh tính người gửi bức thư đó, nhưng tôi luôn thầm cảm ơn câu chuyện trong bức thư vì nó đã cứu được hạnh phúc gia đình tôi. Câu chuyện thứ 6. Phận đàn bà đang bám lại gặp phải ông chồng keo kiệt. Anh quả là người đàn ông keo kiệt và ích kỷ. Lan thấm thía nỗi tủi nhục của một người phụ nữ khi phải phụ thuộc vào chồng và khốn khổ khi có chồng nắm quyền kinh tế trong nhà. Cay đắng như phận đàn bà đã ăn bám lại gặp phải chồng keo kiệt. Yêu nhau 4 năm và kết thúc bằng một đám cưới rình rang. Ai cũng bảo Lan có số sướng mới lấy được nam, một anh kỹ sư xây dựng, trong khi trong tay cô chỉ có tấm bằng cao đẳng, dược mà mãi không tìm được việc. Sướng đâu không thấy, mà từ ngày lấy nhau về, Lan mới thấm thía cảnh ăn bám vào một anh chồng keo kiệt. Tiền trong nhà nam kiếm được và cũng chính tay anh giữ. Lan thấy ngạc nhiên khi những người bạn của cô dù đã có việc hay không thì khi lấy nhau về, họ là người nắm kinh tế, chịu trách nhiệm chi tiêu sinh hoạt trong nhà. Nhiều lần Lan bảo chồng, tiền lương anh lĩnh thì cứ để em giữ, anh để lại một ít mà tiêu pha, chứ em không thể suốt ngày ngửa tay xin tiền anh mua gạo được. Nam không đồng ý còn gắt gỏng mắng Lan. Sao lại phân biệt như thế nhỉ? Cần mua gì thì em cứ nói, tiền anh đưa. Tính em bợp chợp, cầm mấy triệu bạc không chừng lại tiêu sạch trong một tuần. Lan ngã ngửa khi nghe Nam nói vậy. Suốt 4 năm yêu nhau, bản thân anh cũng biết là cô sống rất giản dị và tiết kiệm. Vì Lan vốn là con nhà nghèo nên hiểu cách sử dụng đồng tiền sao cho đúng. Lan không chịu nổi cảnh cứ mãi bám víu vào chồng, nên có lần Lan đề cập đến chuyện mở một tiệm thuốc nho nhỏ. Dù sao cô cũng có bằng dược trong tay, không tận dụng thì phí. Lan mới mở lời thì Nam đã nhảy dựng đứng lên. Cách 2 mét lại có một tiệm thuốc tây thì ma nó mua à? Mở ra rồi bán nhầm thuốc chuột chữa cảm cúm thì bán hết gia sản cũng không đền nổi đâu. Tốt nhất là em nên an phận ở nhà. Giờ Lan mới cảm thấy hối hận. Lúc trước nếu chịu khó đi tìm việc tích cực hơn thì cơ hội đã đến với cô. Học xong rồi chưa có việc đã hấp tấp đi lấy chồng. Giờ có khổ cũng chẳng dám kêu ai. Lan thấy thương bố mẹ cô khi chưa có lấy một ngày báo hiếu cho ông bà. Có lần một người bạn của Lan đến nhà chơi và gửi thiệp mừng đám cưới vào tuần sau. Lan vui vẻ cầm tấm thiệp hồng, nhưng trong lòng đầy bất an vì không biết lấy tiền đâu để mừng cho bạn. Đến khi bạn Lan vừa cáo về thì Nam cũng vừa làm về. Thấy tấm thiệp hồng trên bàn thì anh đã vội nổi đóa lên. Đã có gia đình rồi thì khép mình một chút, bạn bè cũng hạn chế đi là vừa. Chả trách tiền đưa mãi cũng kêu không đủ, toàn phí phạm vào những việc không đâu. Lan nghe chồng nói mà sượng sùng, vội thanh minh. Hồi trước em cưới mời nó, giờ nó mời lại cũng phải thôi, bạn bè với nhau mà nặng lời như vậy. Nam hét toáng lên. Mời nó là việc của cô, nó đi mừng đám cưới thì tiền nhà cô thu về, chứ tôi có thu đâu. Giờ bắt tôi bỏ tiền ra trả, cô không thấy vô lý à? Lan không nói gì thêm, vì cô nói cũng không thể làm chồng hiểu ra vấn đề. Hèn gì mà đến cả bạn bè anh cũng ngày càng xa rời anh vì có thứ keo kiệt và bủn xỉn đó. Sáng hôm sau khi Nam chuẩn bị đi làm, Lan vội vã đến nói khẽ với chồng. Tiền sinh hoạt tháng này hết rồi, anh đưa cho em thêm đi. Nam gạt phắt đi rồi lại to tiếng với Lan. Em tiêu tiền cứ như vợ đại gia ấy nhỉ? Anh mới đưa 3 triệu mà mới gần có 1 tháng đã sạch bén rồi. Tiền không kiếm ra nên không biết xót là phải. Nói rồi, Nam đưa tay trút bóp lấy ra tờ 500 ngàn và đi làm luôn. Lan ngồi bệt trên góc giường, thẫn thờ như người mất hồn, rồi thầm nghĩ, ở cái thành phố, cái gì cũng đắt đỏ này, 1 tháng tiêu 3 triệu, mà anh ấy lại kêu là tiêu theo cách đại gia. Trong khi lương kỹ sư của Nam đến hơn chục triệu, thì tiếc gì mà không đưa thêm cho vợ. Cô cũng có tiêu cho cá nhân mình đâu. Lan nghĩ đến số vàng của hồi môn của hai vợ chồng họ mới cưới vẫn chưa đụng đến,
để dành sau này xây nhà. Lan sẽ lấy đi một chỉ, đem bán để còn mua thức ăn cho gia đình. Bà chị chồng mấy hôm nữa sẽ lên chơi, rồi còn tiền điện, tiền nước tháng này tăng nữa. Bao nhiêu chuyện phải cần đến tiền, mà xin chồng thì lại quá khó khăn. Lan vội vàng mở ngăn tủ áo quần, lật tung để tìm chiếc hộp gỗ đựng vàng. Nhưng cô lại hoảng hốt khi trong hộp chỉ còn lại một đôi bông tai mà mẹ ruột cô tặng, còn tất cả số còn lại đều không cánh mà bay. Chiều đến, Lan nóng ruột đợi chồng về để hỏi rõ. Thì mới có nhỏ nhẹ hỏi Nam, anh đã to tiếng rồi. Tôi đem bán, lấy tiền gửi ngân hàng cho chắc rồi, để trong nhà không yên tâm. Mà cô cần gì phải quan tâm đến số vàng đó chứ? Toàn là nhà nội tặng thôi. Nhà ngoại của cô chỉ có lấy một đôi bông tai thôi đó. Lan không nói gì thêm nữa, cô đã hiểu rồi. Con người nhỏ nhen ích kỷ và bần tiện trong con người Nam cũng đã lộ diện. Lan hối hận vì đã lấy anh làm chồng và giờ phải sống một cuộc sống luồn cuối và tủi hờn. 2 năm sau ngày kết hôn với Nam, đến cả cái áo mới cô cũng không dám mua cho bằng bạn bè. Về thăm nhà bố mẹ đẻ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Quà bánh cho họ hàng cũng là vài thứ linh tinh cho con nhà nghèo. Lan thấm thía nỗi tủi nhục cô đang gánh chịu khi sống phụ thuộc vào chồng, chầu chực từng đồng tiền ban phát nơi anh. Mấy ngày sau khi suy nghĩ, Lan gói ghém đồ đạc rồi ra khỏi nhà, chỉ để lại trên bàn một tờ giấy ghi rõ. Em về nhà mẹ, em cần suy nghĩ thêm mấy việc về hai đứa mình. Viết như thế, nhưng trong lòng Lan hiểu là chuyến đi này có thể là mãi mãi. Câu chuyện thứ 7. Chiều lòng con dâu. Nhiều khi tôi nghĩ, con là con dâu mình, nhưng sau này con sẽ là người ở cùng với mình, chăm sóc mình lúc về già, không đối tốt với con dâu. Con gái đi lấy chồng, chớp nhoáng mới về thăm được cha mẹ. Con trai thì bận tối ngày, say sưa với công việc. Rồi có lúc cần người bầu bạn tâm sự, cần người nhờ vả việc nhà việc cửa, không là con dâu thì là ai? Ở nhà, chỉ có hai ông bà già với con dâu, con trai, không vui vẻ với nhau, mặt nặng mày nhẹ ít gì. Sống tốt hòa thuận không thích, lại thích căng thẳng, khó chịu, chẳng phải thiệt thân mình sao? Đó là về lý lẽ, còn về tình, thật lòng, con dâu tôi là một người đáng quý. Đáng quý ở chỗ, con sống thật thà, hiền lành, và hơn hết, con coi gia đình chồng như gia đình mình, nhẹ nhàng, ân cần, có lúc vô tư hồn nhiên như con gái của tôi vậy. Con ngủ nướng, tôi chẳng quát tháo con dậy sớm như các cụ ngày xưa vẫn làm với con dâu mình. Thay vì đó, tôi lại nghĩ, con đi làm cả tuần mệt nhọc, hãy để con được ngủ thoải mái, lúc nào thức dậy thì dậy. Mỗi ngày ở nhà buồn rầu vì không có việc gì, tôi làm mọi việc dọn dẹp thay vì nghĩ đây là trách nhiệm của con dâu. Con cái đi làm kiếm tiền, lo lắng mệt mỏi cả nhà, tối về lại đối diện với đống quần áo hay những bữa cơm. Thật sự quá là mệt mỏi, đâu còn thời gian mà chơi với con cái. Ngày trước mình làm dâu, chẳng phải cũng mong muốn có được nhiều thời gian bên con hơn sao? Thay vì đợi con dâu mua quà cho mình, nhiều lúc đi đâu đó, tôi chủ động mua cho con như một lời nhắc khéo. Thế là những lần sau đó, con cũng chủ động mua bí mẹ, hoặc chở mẹ tới tận nơi để chọn. Tình cảm mẹ con càng gắn bó, giống như con gái của mình vậy. Không binh con trai của mình, khi hai vợ chồng con cãi nhau, tôi chỉ nhỏ nhẹ khuyên bảo chúng, có gì thì vợ chồng từ từ giải quyết. Con lại cảm thấy mẹ là cầu nối hòa bình và chẳng còn muốn giận chồng. Con cái là niềm vui của ba mẹ, cháu chắc là niềm vui của ông bà. Mình không yêu quý mẹ của cháu, cháu sao gần gũi với ông bà được. Trong nhà có gì không hay không phải, tôi sẽ thành thật nói với con để con hiểu suy nghĩ của mẹ. Sẽ không có chuyện hằn học để bụng rồi khó chịu, bực bội với con, gây bất đồng tình cảm. Người ta nói, khi có cháu, cuộc sống mẹ chồng nàng dâu càng phức tạp. Sẽ đúng là vậy nếu bà nội cứ khăng khăng cách chăm cháu của mình, không đồng tình với cách chăm con của ba mẹ chúng. Thật ra, bà nội vậy là không nên, bởi con dâu là mẹ của chúng, không phải là bà.
Cha mẹ nào chả muốn được chăm con theo cách của mình. Mình dù có yêu quý cháu đến mấy thì cũng chỉ là bà nội, không phải là mẹ. Suy cho cùng thì bà nội không nên bảo thủ, vì bà không có quyền đòi hỏi, cũng không có quyền quyết định về cách dạy con của con cái. Ba mẹ của chúng mới là người trực tiếp dạy cho chúng những điều tốt nhất. Có đôi khi tư tưởng của các bà sẽ là cổ hủ, vì giới trẻ bây giờ đã tiến bộ hơn nhiều, ngay cả ở cách chăm con. Thế nên, làm mẹ chồng, tôi rất chiều lòng con dâu, không muốn làm con phật ý. Điều gì tôi cho là phải, tôi sẽ góp ý với con một cách nhẹ nhàng, để con xem cách đó có hợp lý không, chứ không gò ép. Con thích ăn gì, chỉ cần nói với mẹ chồng một câu, tôi sẵn lòng. Ngay cả khi tôi thèm gì đó, thật dễ dàng để gọi điện cho con dâu mua về. Không còn khoảng cách, không còn sự ngại ngần ý tứ giữa mẹ chồng và nàng dâu, đó là điều mà tôi luôn mong muốn. Trong gia đình, mẹ chồng con dâu phải hòa thuận, vui vẻ, thoải mái với nhau. Cãi nhau bất hòa là chuyện không nên. Chỉ có đối xử tốt với nhau, chân thành với nhau, gia đình mới hạnh phúc. Đừng tự biến cuộc sống thành địa ngục chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt. Bởi khi con dâu mẹ chồng bất hòa, người làm con làm chồng cũng vô cùng khó xử để chọn lựa một điều đúng đắn nhất. Đừng đưa con trai của mình vào tình huống khó ấy. Tôi nói như vậy để cho mọi người thấy rằng điều phối mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu thật sự không khó chút nào. Chỉ cần thật tâm, chỉ cần đối đãi tử tế với người, ắt người đối lại như thế, còn hơn cả thế. Lòng tốt phải được ban phát thì mới được đón nhận. Hãy là một người mẹ chồng tốt, hãy quan tâm con dâu như chính con ruột của mình. Vậy thì chẳng có chuyện con dâu không đối xử tốt với mẹ chồng, kể cả mãi về sau. Câu chuyện thứ 8. Rơi nước mắt, vợ tặng hoa chồng ngày 20 tháng 10. Có lúc nghĩ chắc người ta buồn cười lắm vì mình là đàn ông là sinh vào đúng ngày của đàn bà. Thế thì chịu thiệt thòi thôi. Tôi nói vậy, chị em đừng vội nghi ngờ về giới tính của tôi. Tôi là đàn ông đích thực, chuẩn man 100% chị em nhé. Nhưng số là tôi sinh đúng vào ngày của chị em, ngày 20 tháng 10. Thế nên, bao nhiêu năm nay, dù là sinh nhật mình, tôi cũng chưa một lần được nhận lời chúc, được nhận quà hay hoa. Thậm chí, đến ngày sinh là phải khổ sở đi mua hoa, mua quà tặng người khác. Đã có lúc tôi tủi thân vô cùng. Tủi thân vì tại sao mình lại sinh vào đúng ngày 20 tháng 10. Tủi thân vì tại sao chẳng ai ngó ngàng đến mình. Đúng rồi, phụ nữ thì đâu có thời gian để nhớ đến tôi, vì họ còn bận quần áo, lụa là, son phấn thật đẹp để các anh chồng, các anh người yêu đón đi chơi. Còn đàn ông, đương nhiên họ phải bận cái việc đưa đón đó rồi. Thế nên ngày hôm đó tôi là người bị bỏ rơi, bị quên lãng. Muốn người khác nhớ đến tôi, chỉ còn cách là tôi phải đi kiếm quà tặng người ta. Có lúc nghĩ, chắc người ta buồn cười lắm, vì mình là đàn ông, là sinh vào đúng ngày của đàn bà. Thế thì chịu thiệt thòi thôi, than trách ai được. Rồi lại nghĩ, sao bố mẹ sinh con nhằm ngày này để đợi con khổ? Khi có người yêu, nói sinh ngày 20 tháng 10, người yêu cười ha hả. Vì nghĩ tôi nói dối để trêu cô ấy. Và mặc nhiên tôi chẳng bao giờ nhận được quà từ nàng. Sau này nàng biết là thật, cũng không có chuyện tặng quà tôi nhé. Nàng bảo, em mà đi tặng quà anh 20 tháng 10 thì người ta cười vào mặt em, vào mặt anh đấy. Nên tốt nhất anh quên ngày này đi, chọn ngày khác làm sinh nhật. Nói thế thì tôi cũng nói được, chớ cớ gì nàng. Rồi khi lấy vợ, cứ năm nào cũng phải mua hoa tặng vợ, mua quà cho vợ, không nhanh thì vợ dỗi. Dù vợ biết rõ 20 tháng 10 là ngày sinh của tôi, nhưng chắc chắn hôm đó vợ không đã động gì. Vợ nghĩ đàn bà đáng được chiều hơn, chỉ có số tôi đen sinh đúng ngày ấy thì tôi phải chịu thiệt. Ví như đàn bà và đàn ông chọn cùng một món đồ, đàn ông nên nhường phụ nữ. Ngày sinh cũng thế thôi. Ai bảo tôi sinh đúng ngày của chị em? Gần chục năm làm vợ chồng, con cái đã đề huề. Năm nào
tôi cũng phải tận lực đi chọn những món quà thật đẹp để tặng vợ. Hoa thì không bao giờ được phép quên. Có lúc tủi, có lúc lại nghĩ, thôi mặc kệ, quan trọng gì, mình là đàn ông mà. Nhưng giá như có ai đó nhớ tới mình chút một câu thôi, mình cũng mừng lắm chứ. Lần này cũng 20 tháng 10 như mọi năm, tôi lật đật chạy đi chọn quà cho vợ, hy vọng mang về bất ngờ. Vừa về tới nhà, tôi choáng vì màn lãng mạn và bất ngờ của vợ. Vợ tắt điện hết, làm tôi cuống cuồng tìm nút bật, còn tưởng có chuyện gì xảy ra. Trời ơi, nào là bánh gato, nào là hoa, nào là nến, nào là cả rượu vang. Vợ và con gái đang đứng đó, hát bài chúc mừng sinh nhật, cười tươi rạng rỡ, tặng tôi một bó hoa gấp đôi cả bó hoa tôi mua cho vợ và con gái. Thấy tay tôi cầm quà, vợ cười như hoa nở. Thôi, năm nay đặt cách, anh không phải tặng quà vợ, vợ sẽ tặng anh. Chúc mừng sinh nhật bố yêu của hai mẹ con. Chúc bố luôn là chỗ dựa vững chắc nhất cho mẹ con em. Nghe câu nói của vợ, tôi nghẹn ngào trong lòng. Con gái chạy ôm ba, quấn lấy ba và líu lo hát bài chúc mừng sinh nhật mãi không thôi. Vợ bảo, từ năm nay, thay vì chồng phải tặng hoa cho vợ, cả nhà mình sẽ tổ chức ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 cho cả nhà nhé chồng. Chồng cũng là phụ nữ. Nói rồi, vợ cười sung sướng vì trêu được chồng. Hôm ấy, dù con gái tranh thổi nến hết phần ba, nhưng tôi cũng có cảm giác sung sướng hạnh phúc vô cùng. Chưa bao giờ một người làm chồng như tôi lại được tặng hoa nhân ngày này. Hình như tôi đã giành mất phần ưu ái của vợ con rồi. Nhưng tôi cảm thấy phương án của vợ đưa ra khá là hay. Từ nay về sau, mỗi dịp 20 tháng 10, cả nhà chúng tôi sẽ quây quần bên nhau thế này, hạnh phúc, vui vẻ mãi mãi.